xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một trong những cái vấn đề quan trọng nhất khi mà chúng ta kinh doanh trên FBA à Amazon đó là làm thế nào chúng ta có thể tìm được niche ngách tức là cái sản phẩm tức là cái món hàng mà chúng ta bán trên Amazon để chắc chắn là cái sự lựa chọn về cái sản phẩm chúng ta bán trên Amazon là chính xác là đúng để chúng ta có thể thành công để chúng ta có thể mang lại cái lợi nhuận cao nhất nhé các bạn và mình sẽ vào um, trang Amazon.com Amazon.com là cái cái trang mà khách hàng vào mua hàng ở, ở Amazon.com ở Mỹ nhé các bạn thì trước tiên ví dụ như mình đánh một cái từ khóa uh, đơn giản các bạn ví dụ như là iPhone 11 đi chẳng hạn như là cái miếng kiến cường lực dán trên bề mặt của iPhone 11 để chống chảy xước thì với cái từ khóa là iPhone 11 uh, screen uh, protector thì nó ra trên 2.000 cái kết quả 2000 seller bán cái sản phẩm này đúng không các bạn. Thì như các bạn thấy đây, à, ví dụ mình bỏ qua cái đầu tiên, bởi vì đây là sponsor tức là cái sản phẩm này được à, quảng cáo, được và chạy BBC Thì ví dụ như cái cái uh, best seller đây là cái miếng kiến cường lực của iPhone 10 các bạn ha, 10 rồi uh, cũng thể dùng cho uh, 11 đúng không bạn và 10R và 11. Thì các bạn thấy đây là cái số review mà seller này đạt được là 14.027 và với cái số lượng sao là 4.7 trên 5 sao. Và lẽ đương nhiên là chúng ta không cạnh tranh với những cái seller mà có cái lượng review khủng như thế này, tức là trên 10.000 review thì chúng ta sẽ không mua cái sản phẩm này chúng ta bán bởi vì chúng ta là người tới sau thì nếu mà muốn lên trang đầu tự nhiên thì số lượng review cũng như là lượng sale chúng ta phải cỡ như là cái seller này thì chúng ta sẽ không đuổi kịp đúng không ạ và đây iPhone 11 screen protector và trong cái website Amazon.com thì mình đã cài sẵn Yango Scout mình sẽ click vào đây để có thể kéo tất cả các database đó là cơ sở dữ liệu của các cuộc giao dịch của các seller bán cái sản phẩm iPhone 11 nghiên kiến cường lực các bạn. À, tất cả sẽ hiện ở đây. Thì như bạn thấy ở đây à, nó ra kết quả lập tức là cái giá trung bình là 8 đô 33 xu và cái số lượng review trung bình mỗi seller là 3234 reviews. Và cái thứ hạng của cái từ khóa cho sản phẩm iPhone 11 ở miễn kiến cường lực là 6.478 và cái số sale số lượng miễn kiến cường lực bán hàng tháng trung bình vừa qua sức lại giữa các seller là 17.693 và ngay lập tức Giang sẽ đưa ra cái kết quả để chúng ta quyết định có nên đầu tư vào cái sản phẩm này không và xem đây là cơ hội hay là rủi ro thì cái Uber opportunity score cái điểm mà cơ hội thì là điểm 4 đúng bạn và cái cơ hội là sản phẩm này hiện vẫn còn rất là hot nhu cầu còn rất là cao high demand nhưng đồng thời cùng với đó là high competition đúng không vậy chúng ta sẽ tìm cái sản phẩm mà có high demand tức là nhu cầu khách hàng mua thì cao nhưng sự cạnh tranh thì ít và nhu cầu cao thì nó thể hiện qua là cái doanh số như các bạn ví dụ như uh, uh, cái cái uh, seller thứ ba này đây hai cái đầu tiên là sponsor thì chúng ta không tính chẳng hạn như là seller thứ ba là m này đó thì các bạn thấy đây uh, seller này bán miếng kiến lực với giá là 7 đô 99 và hàng tháng thì bán được cái số lượng sản phẩm này là 60.000 98 sản phẩm và cái revenue hàng tháng là thu vào trung bình đó là 480.183 và số lượng review của cái seller này cho sản phẩm kiến cường lực iPhone 11 là 14.027 và cái chất lượng của sản phẩm này được khách hàng đánh giá trên 5 sao đó là 4.5 trên 5 sao và rank cái thứ hạng của seller này mỹ kiến cường lực là đứng hàng thứ hai bạn thấy doanh số hàng tháng rất là khủng 4.800 hơn 4, Uh, đô la tức là gần nửa triệu đô la các bạn và mỗi tháng thì bán được trung bình là trên 60.000 Mỹ kiến người lực rất là tuyệt vời đúng không bạn? vậy chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm mà có hai demand nhưng mà cái cái sự cạnh tranh thì là low competition tức là số lượng sale hàng tháng các bạn sale hàng tháng có và doanh số có nhưng cái 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 số lượng mà seller bán cái sản phẩm mà chúng ta sẽ chọn thì ít và số lượng review cũng phải ít cụ thể là dưới 100 và cái giá thì ở đây à, seller này chọn cái giá là bao nhiêu là 8 đô 7 đô 99 thì cái cái giá gốc của seller này mua một miếng kiến cường lực đó, thì có thể là khoảng à, cái sản phẩm này là khoảng à, coi như cao nhất là chỉ khoảng 2 đô thôi các bạn tức là khoảng từ 50 xu tới 2 đô từ 1 tới 2 đô thôi đó thì phải nhân lên 3 lần khi mà list trên Amazon phải nhân từ 3 tới 5 hoặc là 7 lần hoặc là 10 lần thì coi như 8 đô thì cái seller này mua cái sản phẩm đó có thể là một miếng kiến hoặc là ba miếng kiến cường lực trong một cái hộp thì cái giá gốc và sau khi vận chuyển tới kho của Amazon FBA thì chỉ có thể bằng 30 phần trăm của của 8 đô tức là khoảng chừng 2 đô rưỡi sau khi trừ chi phí Amazon khoảng 30 phần thì cái seller này lời một sản phẩm khoảng 2 đô rưỡi hoặc tới 3 đô nha các bạn. Đó, thì chúng ta nhận thấy từ cái điểm đó, tùy theo cái số vốn ban đầu của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm nha các bạn. Chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm là có giá là 50 xu 1 đô, 2 đô hoặc là 3 đô thường. Ví dụ, cái vốn của chúng ta chỉ có 300 đô, hoặc là 500 đô, hoặc là 1.000 đô. Ha. Thì chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm, mình nghĩ là cái giá trong tầm uh, từ... 1 tới 3 đô trở lại và một cái đợt mà sau khi chúng ta đã nhận hàng mẫu thấy ok ta đặt thì bên Alibaba sẽ sản xuất xuất cái cái lô hàng cho chúng ta có thể bán được trong thời gian là 3 tháng nha các bạn đó và cái vốn ít thì chúng ta phải chọn sản phẩm giá thấp và nhẹ để vận chuyển thấp và nhỏ gọn ha giá thấp và chi phí vận chuyển à, uh, ít và đồng thời cái sản phẩm đó phải có nhu cầu cao high demand và phải có lượng review thấp thôi vì lượng review mà nhiều tức là có nhiều người đã mua sản phẩm đó rồi thì cái lượng review mới cao ví dụ lượng review chỉ dưới 100 nhưng mà sản phẩm nó phải có nhu cầu cao ví dụ như phải có doanh số ví dụ như là phải ít nhất là một tháng phải bán được 300 sản phẩm tức là mỗi ngày bán được 10 sản phẩm đúng không ạ đó thì rất là khó vì tiền ít và chúng ta vào cái cái thị trường cái nitscan thì nhờ công cụ Django Scout thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được cái sản phẩm như ý đây là Django Scout mình đã cài đặt trong máy của mình và bạn thấy là đây có một cái chức năng rất là đáng giá rất là quý giá đó là nick hunter tức là đi săn đi tìm cái niche cái nhất để chúng ta có thể thành công có thể biên độ lợi nhuận cao nhất và cái sự cạnh tranh thì ít nhất mà sản phẩm có nhu cầu cao và cái số lượng reviews của những cái seller hiện bán sản phẩm này thì chưa có nhiều reviews và mỗi tháng mỗi ngày phải có doanh số đều đặn ít nhất là 10 sản phẩm và cái giá sản phẩm thì chỉ từ 1 tới 3 đô bởi vì chúng ta chưa có chưa có vốn nhiều ví dụ như vậy hoặc là đi lô đầu tiên và chúng ta bấm vào niche ở sau đây thì bạn thấy đây thì đầu tiên ở đây thị trường chúng ta chọn là ở nước Mỹ thôi ngoài ra hơn 10 quốc gia khác thì chúng ta tính sau và đây rất nhiều niche và ngách khác nhau bạn thấy ở đây à, chúng ta không không chọn tất cả các bạn vì vốn ít chỉ có 300 đô hoặc là 500 đô hoặc là 1.000 đô vậy chúng ta chỉ chọn một sản phẩm và khi kinh doanh trên Amazon thì những sản phẩm sau đây là sản phẩm lý tưởng các bạn đó là thứ nhất là phụ kiện điện thoại trên 15.000 sản phẩm nhé các bạn à, cell phone và accessory hoặc là sản phẩm kết tiếp mà có cái nhu cầu cao là về sức khỏe về về đồ gia dụng hoặc là về các đồ dùng trong nhà, nhà bếp hoặc là các cái phụ kiện cho con thú cưng như là chó, mèo. Đó, hoặc là những sản phẩm dùng để sửa chữa nhà để nâng cấp nhà của chúng ta, kèm búa, máy khoan. Vì vốn chúng ta ít ok, ví dụ chúng ta chọn sản phẩm là à, ví dụ như là phụ kiện điện thoại đi các bạn. Đây. ha, à, rồi xong. Ở cái thị trường chúng ta chỉ bán cho 325 triệu khách hàng Mỹ không là cũng ok Kế tiếp bên đây các bạn Chúng ta sẽ lọc ha, Để chọn cái sản phẩm ưng ý vì vốn chúng ta ít Đúng không các bạn Thì như đây tôi đã chọn uh, sẵn đây Tức là cái sản phẩm chúng ta Tức là uh, Bán cái số lượng Sản phẩm chúng ta bán hàng tháng trung bình Là ít nhất là phải bán được 300 sản phẩm các bạn Đó ví dụ như là 3, 300 sản phẩm Đó, Các bạn ha Đó, 300 hoặc 314 cũng được Và cao nhất nếu mà chúng ta không có giới hạn thì nó sẽ ở đây và nếu mà chúng ta không giới hạn và đôi khi sản phẩm nó hot của bạn mà như thị trường có nhu cầu cao mà ít người bán thì chúng ta list lên và chúng ta sell tốt hoặc là chạy quảng cáo BBC tốt thì mỗi ngày chúng ta bán được ngàn sản phẩm thì đôi khi cái sản phẩm lô đầu tiên không đủ bán một tháng vậy chúng ta cũng nên narrow down cái này xuống chẳng hạn như cao nhất là một tháng chỉ bán được 500 sản phẩm nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể ở phía kéo hết phía đây nếu mà trường hợp mà sản phẩm quá hot thì chúng ta sẽ đóng cái 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 cửa hàng chúng ta lại tạm thời nhé các bạn và cái sự cạnh tranh thì chúng ta cái sự cạnh tranh ở đây chúng ta cần cái sự cạnh tranh rất là thấp đúng không các bạn? rất là thấp và tới trung bình các bạn ha cái sản phẩm có doanh số là một tháng là 300 bán ít nhất là 300 sản phẩm cho lên và cái sự cạnh tranh là rất thấp tới trung bình thôi chứ không có cạnh tranh cao tức là sản phẩm có nhu cầu cao nhưng chưa có nhiều seller biết về cái sản phẩm này và giá trung bình vì vốn chúng ta thấp thì chúng ta không thể thả nổi giá cả ngàn đô la như thế này các bạn đúng không và chúng ta sẽ chọn sản phẩm giá ví dụ như là từ 15 bạn tới 30 đô một sản phẩm mà thôi tức là cái giá gốc chúng ta mua cộng với chi phí vận chuyển thuế má tới kho đó landed có tới kho luôn á chỉ từ ví dụ tối đa một cái sản phẩm chỉ là khoảng 3 đô la nha các bạn. trở lại thôi chứ ta chúng ta không chọn sản phẩm giá cao vì vốn ít. Và đây là gì các bạn? Đây là đây là cái khả năng của các seller khác list trên trên Amazon cái điểm mà SEO đó thì các seller này ví dụ như là chưa có khả năng viết những cái nhan đề, hình ảnh và mô tả những cái bullet point cũng như là video minh họa sản phẩm chưa tốt thì chúng ta mới có cơ may hoàn thiện để đạt cái điểm sale là 8 90. Ví dụ như cao nhất là chỉ 7 điểm thôi nha các bạn. Và cái điểm L S L Q và S này đó của các seller khác càng thấp thì chúng ta càng có cơ hội. Và score là đây bạn thấy cái điểm này mà cao đó thì cái cơ hội kinh doanh sản phẩm này sẽ càng thành công, có có cơ may càng thành công. Và điểm score thấp thì không có cơ may thành công để chúng ta chọn cái sản phẩm mà cơ hội kinh doanh là phải là thành công trở lên hơn thành công trở lên tức là từ 7 tới 10 như bạn và cái số lượng từ khóa chính trong sản phẩm thì chúng ta để ngỏ không quan trọng rồi chúng ta đã set up được cái bộ lọc và chúng ta bấm vào cái cái search thì Amazon sẽ cơ sở dữ liệu Amazon sẽ được Jungle Scout kéo ra đó là những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của chúng ta ở đây các bạn các bạn thấy đây đầu tiên sản phẩm đầu tiên thì cái số lượng trung bình mà bán được sản phẩm này của seller này là 3.411 sản phẩm và sự cạnh tranh cực kỳ thấp. Đó, các bạn thấy đa số là cực kỳ thấp chọn sản phẩm mà có sự cạnh tranh cực kỳ thấp nhưng mà cái số lượng sale của những cái seller bán cao hàng tháng lên tới 3.411 tức là mỗi ngày bán được 100 sản phẩm đúng không ạ? Đó và niche và cái cơ hội thành công là 10 rất là cao. Đó lọc ra thì khoảng 25 trang thì phải các bạn có khoảng 25 trang và mỗi trang thì có rất nhiều sản phẩm đúng không ạ và chúng ta sẽ chọn một trong những cái sản phẩm này nhé các bạn đó và cái score đây và cái điểm uh, viết sale thì các cái seller này viết chỉ có bốn năm điểm thôi tức là không cao và thì chúng ta bấm vào đây thì sẽ và từ khi các bạn nên chọn cái uh, trang thứ năm đi ha. À, cho nó về phía sau đúng không ạ rồi mình sẽ chọn một cái uh, sản phẩm nào đó nhé các bạn uh, Có danh số sự cạnh tranh ít Tức là ít người biết ha, Và giá thì không có cao Đây Để Mình xem mình sẽ Bạn thấy rất nhiều sản phẩm Hàng trăm hàng ngàn sản phẩm Vẫn có cái may nhờ danh của Scale Và cái này mình phải um, Đóng cái phí hàng tháng Một tháng là khoảng 6-70 đô gì đó các bạn Nếu mà không có uh, discount để mình thử xem một cái sản phẩm nào ok mình sẽ click vào và nó sẽ nối nó đưa về amazon.com trang chủ amazon.com là nơi mà mua hàng nha các bạn và cái sản phẩm chúng ta chọn thì cũng phải đáp ứng là 11 cái tiêu chí các bạn tức là nhỏ gọn trong một cái hộp đựng giày của nữ và kích thước khoảng từ một hoặc tối đa là 2 pound tức là khoảng 900 g trở lại như các bạn và không có bản quyền và còn nhiều chỗ trống để chúng ta có thể Uh, private label, chúng ta có thể uh, minh họa những cái chi tiết uh, thêm vào hoặc thậm chí chúng ta có thể bán uh, combo cùng với cái sản phẩm đó. Và không có bể, không có dễ độ bể và dễ sử dụng và không có cần phải hướng dẫn nhiều. Đúng không các bạn? Và sản phẩm đó có có nhiều seller trên trên Alibaba bán vì không có uh, seller uh, hoặc là supplier hoặc là whole seller này trên AliBaba thì chúng ta có thể chọn nhà cung cấp khác trên Alibaba nhé các bạn. Các bạn biết chọn niche ngách là một trong những cái phần rất là quan trọng và nó có nhiều cách khác nhau để chúng ta chọn nick và ngách. Bởi nếu mà chúng ta cái tư duy chúng ta không đúng à, và ví dụ công cụ mà chúng ta không có hoặc dùng sai công cụ thì chúng ta sẽ chọn nick ngách nó không có được đúng và cơ hội kinh doanh chúng ta sẽ thấp đi để đạt được sự thành công và biên độ lợi nhuận sẽ thấp đi và sự cạnh tranh sẽ cao có biết sản phẩm này các bạn nó một tháng bán được 1308 và cạnh tranh Velo rất là thấp và cái điểm listing của các seller này chỉ từ 6 trên 10 và cái điểm score cơ hội thành công là 8 trên 10 ha. Tức là một ngày bán được khoảng 30 sản phẩm ta bấm vào cái sản phẩm này xem sao các bạn. Ồ oh, cái đồ chạc điện thoại đây các bạn thấy đây ha. Đây, đó các bạn thấy đây. Ví dụ như các bạn thấy đây sản phẩm này Anchor ha. Tức là bán sale uh, seller này bán 25 đô 99, 25 đô 99 đúng không ạ? Mà cái phí Amazon là 6 đô 89 và lời tới 19 đô 10. 19 đô 10 này ví dụ như chi phí một cái sản phẩm này khi tới kho FA Amazon ví dụ một nửa là 9 đô rưỡi thì một sản phẩm này chúng ta có thể rời được 9 đô rưỡi hoặc trên dưới 9 đô rưỡi và mỗi tháng thì seller này có lẽ là best seller bán được 2416 sản phẩm và cái revenue của seller này á một tháng là 62.791 đô la và 84 xu và ranking xếp hạng ha và coi như là 830 rất tuyệt vời các bạn là phụ kiện điện thoại ha để sạc 39 w và hai cái lỗ cắm usb và sạc mà kiểu 3 chấm à, chặt nhanh ha à, tốc độ nhanh cho galaxy đây là cái sạc điện thoại và đây cũng là cái 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 sạc điện thoại luôn các bạn rất là tuyệt vời bây giờ xem tiếp uh, sạc cho iphone đây password cho iphone đây các bạn ha bảy đô chín thì cái giá phi uh, là 4 đô 19 và cái net là 3 đô 80 bởi vì uh, ship một cái sản phẩm này thì cũng gần 45 đô nên Amazon trả cái phí uh, 4 đô 19 cho cái phí uh, đóng gói vận chuyển và customer service và thu tiền và cũng như là vận chuyển free cho khách hàng uh, Prime và mỗi cái uh, tháng thì cái seller này bán từ 4.757 sản phẩm và doanh thu mỗi tháng là 38.000 rất tuyệt vời 38.000 lời uh, đóng trả uh, phí Amazon 1 phần 3 thì còn lời được 1 phần 3 khoảng là coi như 40.000 một tháng rồi 13.000 đô cho một sản phẩm rất là đơn giản. là cái sạc điện thoại này cho iPhone còn cái, cái ở trên là cho dòng uh, Galaxy là dòng Samsung. Rất tuyệt vời đúng không các bạn? Mình thử lít vào cái sản phẩm này, mình xem như thế nào nhé các bạn. Và đây là cũng là cái sạc điện thoại luôn. Ồ, oh, cái sạc điện thoại này bán 14 đô và là 975 nó vừa là sạc và nó vừa là và nó vừa là gì luôn các bạn và nó vừa là cái đồ mà dùng để cắt À, dùng để cắt cái uh, xích cũng như là đập vào kiến để cho nó bể ra khi mà có sự cố ở trong xe xảy ra Nha các bạn Rồi, giờ mình thử xem cái uh, sản phẩm này đi ha anchor này chắc là best seller, đúng rồi Amazon Choice 26 đô sản phẩm này 26 đô chặt nhanh và công suất 39 w và 3 chấm và hai lỗ sạc ha dùng cho Galaxy dùng trong xe hơi dùng cho các dòng iPhone Ờ, dùng cái dòng phone là XS là Max XR ờ 68 iPad Pro Air ha, mini và LG uh, Nissas ha và Mo và Samsung luôn. Đây sản phẩm này rất tuyệt vời. Đó gắn chặt điện thoại đó. Thì cái chính là 39W và ở Mỹ cái gì cũng nhanh và sale lên này thành công chọn sản phẩm rất là chắc ha trông rất là chắc chắn Mỹ cái gì cũng là fast các bạn fast food thức ăn nhanh mắc Donald Burger King lái xe à, I-5 xe lộ highway và tiếng Anh của người Mỹ thì cũng nhanh hơn tiếng Anh người Anh tiếng Anh người Úc người Canada rất là văn hóa rất hiểu được văn hóa nắm được văn hóa tâm lý bên cạnh đó có thêm một cái sạc này nữa chặt cắm thẳng vào trong 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 tường các bạn à, để combo để bán lên up xe lên đúng hơn, các bạn không à, cắm thẳng vào và 45 lỗ sạc 36 đô rất tuyệt vời sạc nhanh 3 chấm và 63 w và 5 5 cái lỗ cắm dành cho từ uh, box speak file hay cho Galaxy là và cho cái dòng iPhone từ 6 trở lên Ok áp rất là lý tưởng nhé các bạn Rồi, sản phẩm này có nhu cầu cao bạn ha và coi như là đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đề ra ở đây đó à, tôi vừa trình bày với các bạn về cách chọn sản phẩm ở cái level này là tương đối là cao và dĩ nhiên là chúng ta còn một số các cái à, tình tiết khác khi mà chúng ta đưa ra quyết định ngoài Django Scale thì chúng ta còn có một số chi tiết khác nữa nhưng đây là điểm chính à, khi mà chúng ta chọn sản phẩm có nhu cầu cao nhưng cái sự cạnh tranh thấp và chắc chắn đảm bảo có nhu có doanh số là hàng tháng ví Dù dụ ít nhất là phải 300 đó là mỗi ngày 10 sản phẩm và biên độ lợi cao ở đây có thể hiện cái, cái phí nè Amazon chỉ có 6 đô 89 còn lợi nhuận ở cái nét thu về là 19 đô 10 trừ chi phí tất cả chi phí tất tần tật cho hàng từ Alibaba mà tới kho FBA Amazon ha ví dụ như là một nửa của 19 đô 10 thì một sản phẩm này chúng ta lời được 10 đô rất lý tưởng đúng bạn một tháng thì bán được 24.000 2.416 tức là được khoảng 2.000 2 24.000 24 đô nếu một sản phẩm lời 10 đô và như seller này đi trước đúng không nhưng mà chúng ta đi sau chúng ta có những cái chiến thuật chiến lược khác nhau ha để chúng ta đặt cái doanh số ví dụ như ngay ban đầu chúng ta chỉ mong muốn là cái doanh số khiêm nhường là 300 sản phẩm một tháng thì hoàn toàn chúng ta có thể và với với cách chúng ta sao uh, sell tức là tối ưu hóa cái uh, bộ máy tìm kiếm cái nhan đề gạch đồ dòng hình ảnh và cũng như là những cái chi tiết khác hoặc là chúng ta chạy quảng cáo bbc hoặc chúng ta lấy reviews từ những cái sản phẩm vùng sản phẩm này chúng ta bán trước để lấy được reviews ở trên facebook hoặc trên youtube hoặc là những cái trang của chúng ta à, đó là một số cái chi tiết trong cái cách thức chúng ta chọn sản phẩm nhu cầu cao nhưng sự cạnh tranh ít và có dân số và cũng như là cái giá ban đầu thật là thấp biên độ lợi nhuận cao và phí FBA thấp để đạt và tối ưu hóa cái lợi nhuận của chúng ta Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.